Vâng, xin chào tất cả anh em đam mê PCP. Chào tất cả anh em quay lại với shop bên em. Shop bên em là shop kẹo chì mềm, chuyên cung cấp tất cả mặt hàng kẹo chì cho anh em. Từ các dòng sờ lung, xuyên phá, xuyên giáp, banter, CC đạn thể thao, nấm, hàng nhập FX Icon, cricket, banter. Trên thị trường có hàng gì, nhà em có hàng đó. Và tất cả loại kích cỡ để cho anh em lựa chọn. Từ 4.5 đến 6.40. Anh em nào đặt hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình là 0963 793 736. Anh em kết bạn Zalo để em gửi mẫu tư vấn cho anh em tham khảo. Vâng, thì hôm nay tiếp tục em lên video giới thiệu cho anh em cái mặt hàng lướt gió cực kỳ tốt, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đó là hàng Manter. Trước khi vào chi tiết, anh em nào đi qua xem video thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác nha anh em. Anh em nào đang dùng kẹo bên em mà có điều gì chưa hài lòng về chất lượng sản phẩm ấy, cho em xin một lượt bình luận ở phía dưới để em khắc phục, phục vụ anh em tốt hơn. Anh em nào đã cảm thấy ok rồi thì cho em xin một lượt bình luận ok nha anh em. Hàng em cách thức giao dịch thì từ ngày xưa đến giờ thì vẫn là ship code COD, hàng không kiểm. Anh em nào tin tưởng yêu quý shop, anh em đặt hàng nhận hàng thanh toán. Anh em nào không tin tưởng, anh em có thể qua các shop khác để tham khảo. Còn hàng bên em sẽ cam kết cho anh em hàng em quay như nào, em sẽ gửi anh em chất lượng đúng như video mình đã quay, nên anh em yên tâm. Vâng, thì quay lại vấn đề chính, hôm nay tiếp tục em lên video giới thiệu cho anh em cái mặt hàng lướt gió cực kỳ tốt. Anh em thì chơi vào trời gió thì nó cực kỳ ổn định đấy, và cái hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đó là hàng Manter nha anh em. Hàng này nhà em đang bán với giá là 500.000 một cân bao ship. Này em sẽ có chương trình khuyến mại là tặng thêm 3 lạng là một cân 500.000. Đấy. Hàng này nhà em có kích cỡ 5.5, 5.52 và 6.35 nha anh em. Hàng thì nó rất chi là đẹp. Anh em ưu điểm của nó thì nó là lướt gió, anh em chơi vào trời gió. Nó cực kỳ là ổn định. Anh em trừ khi trời nó gió nó quá to thì nó sẽ lệch một chút, nhưng mà gió bình thường ấy, anh em chơi hàng này nó không có một chút gọi là xê dịch nào. Đấy. Nếu mà trời gió thì anh em chơi những cái hàng FX hay hàng khác ấy, thì nó sẽ kiểu gì thì nó cũng bị liệm, nhưng mà hàng này thì anh em chơi thoải mái. Cái hàng này ưu điểm của nó là vậy, và nhược điểm của nó thì anh em chơi thì rất dễ bị mất mồi. Anh em bắn vào con mồi ấy, thì có thể nó không chết ngay, và nó sẽ bay đi một đoạn nó mới chết. Anh em dễ mất mồi ở cái đoạn đấy. Đấy, anh em nào muốn trải nghiệm thử nhé, thì em sẽ phục vụ anh em nửa cân và lấy giá đẹp cho anh em. Đấy. Đấy, hàng rất chia đẹp nha, hàng 1.000 viên như một luôn, váy sâu và 2 tầng cho anh em. Vâng, thì anh em nào muốn đặt hàng liên hệ cho em qua số điện thoại là 0963 793 736 nha anh em. Vâng, chào tất cả anh em.